mọi người. Chào mọi người đến với Vian and Family nha. Hôm nay mình với mấy người bạn đi câu pompano. Giờ là 7 giờ rưỡi sáng. Chuẩn bị xuống tàu ở Fort de Soto. Khúc này thì có cái ram này thì lớn lắm, có nhiều chỗ xuống tàu. Ai gớt là cường ơi. Phát cái dây qua kìa. Gì đây? Tàu lao. Con dê. Dạ không, dạ không. Tò. Con gì đó? Lady. Đi. Ồ, lady bự. Ok, thank you. Dạ giống có chim quá. Dạ giống quá. Này. Ở chừng cước nha quê. Baby. Giờ nó thùng lên giùm anh. Ôi. Hai con lượt luôn. Ôi. Thang lấy đi. Wow. Ok, bye. Bắt cá hai tay luôn.
đi, hôm nay ngày đi câu pompano mà tặng là lấy đi không? Sáng giờ quý câu được hai con Blue Runner nữa nha. Quan hay của quý hai thằng dính lượt luôn, double hook, con của quý rớt rồi, yeah. Ăn ngay chỗ luôn, nó đi nó đi chung thành ra nó. Dính nè. Ồ, con này khá nè.
thu. Cá thu hả? Thu hai con. Ờ. Oh, two. No, that's a macro. Oh yeah. Oh no no. Oh, đất con này. Con tụt rồi. Dính nè. Ơ, tụt rồi. Ơ, dính lại rồi. The biggest jack ever. Jack con. Rồi. Kéo điều qua quay, kéo điều đừng đừng giật giật đó, đó kéo điều dở rồi, dở lên, dở từ từ lên. That's the cá chim đầu tiên. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Thấy không? Có rồi đó. Ai nói gì đâu. Khuya tới giờ không thấy mặt mày đó hả? You can do it. Khuya giờ mới thấy mặt mày đó phải không? Nó đang trễ mà. Thôi đủ rồi, đuổi gì về được rồi. Get out of here. I think you don't just say you can sit now. Give the rest to us. One each. Rồi con thấy ngoài kia con thấy có chim rồi. Hồi nãy trên cầu cũng con có chim đó. Con móc rồi. Đủ giống rồi, đủ giống rồi. That's the plan, hả? Huh? Đang chìm ở dưới á. Về, đủ vợ con đậu ăn rồi. Thấy nó chạy rồi, ở ngoài đó ai số rồi. Giờ nó chưa ăn nữa. Con thấy ở ngoài nó chạy rồi, cái này là trắng rồi biết rồi. Nó nước lớn vô nó xanh lên. Giờ ráng cao vòng vòng rồi, nửa tiếng tiếng này rồi. First one, baby. Yeah. Yeah, one more. Không phải rồi. Con tàu lao rồi. Dính con nữa thì điện xong rồi. Cái kia nó không là dính con nữa là xuống vỏ neo nha. Vỏ được cứ nói. Rồi chú vô rồi chú. Rồi á. Cái cầu vô nữa kìa. Đừng có chạy. Nó rét rồi không có gì nữa. Chạy không chú, có chạy không? Ồ, giật giật chạy chạy ngon ngon đó. Ngon á. Nếu bây giờ là cái chim không đi. Con gì? Ô, con này ngon nè. Từ 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 nha chú. Từ từ để cho chạy đi. Từ từ chú để cho nó vô vô từ từ. Đừng kéo lên mặt nước chứ. Rồi. Oh, that's a big one. Con thứ hai trên tàu nha. Trời mát mà con đi câu quá trời luôn. Giờ chiều rồi ai cũng